Đây, bây giờ tôi làm lại nhé. Đây này, tôi lại cái này cho bạn xem. Đây là tôi mô tả lại cái mô tả lại cho các bạn xem cái hàm. Cái hàm là cái sắp xếp các phần tử của dãy A đầu vào. Đây tôi mô tả các bạn có thể chấp lại cái hàm này nhé. Đây này, cái hàm của tôi là như sau này. Có tên là sắp xếp và tôi đặt n bằng len của A và hàm này sẽ gồm có hai cái vòng lọc for. Vòng lọc for ở bên ngoài là y chạy từ 0 đến n trừ 2. Tức là chạy từ phần tử đầu tiên đến phần tử gần cuối của dãy. Là vòng lọc thứ hai là g chạy từ y cộng 1 đến phần tử cuối của dãy. Suy ra là cho hai vòng lọc này thì ta sẽ chạy được tất cả các cặp YG với Y là nhỏ hơn G ở trên A. Và với tất cả các cặp này tôi kiểm tra nếu AI mà lớn AG thì nó đổi chỗ hai phần tử. Thì đây như vậy đây chính là cái thuật toán tự nhiên là để sắp xếp một cái dãy số theo sự tăng dần thì tôi tìm trên tất cả các cặp YG với Y nhỏ hơn G thì nếu AI lớn AG thì tôi đổi đổi chỗ. Đây là nên cái này cái thuật này người ta gọi là thuật toán sắp xếp tự nhiên hay là thuật toán châu bò để sắp xếp một cái dãy số. Mà các bạn sẽ thấy khi mà tôi thực hiện xong cái biệt tôi chạy lại tôi cho A bằng cái này nhé, thì tôi thực án A bằng cái dãy ban đầu như thế này. Đây A đây, thực án A ban đầu là cái dãy như thế này nhé, vậy được 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 sắp xếp đây thực án như thế này, thực án A bằng đây. Nhé. Như vậy A là một dãy ban đầu như này. Bây giờ tôi thực hiện cái lệnh là sắp xếp. Đây chính là cái thủ cái hàm đây. Cái hàm này của tôi là hàm này, hàm này là hàm mà không có đi thân. Nhưng cái hàm này là chạy như một thủ tục. Khi tôi chạy xong lệnh sắp xếp này, thì A nó đã chấp rồi. Đó, chấp lại. Như vậy cái lệnh này này là A được truyền vào và lệnh này sẽ thực hiện lệnh là sắp xếp trên các phần tử của A và A sẽ và A là khi sắp xếp xong thì A được sắp xếp rồi. Được chưa? Thế bây giờ nếu như sau nếu mà tôi yêu cầu sau tôi yêu cầu là tôi làm cái thủ tục sắp xếp như vậy nhưng mà tôi muốn là khi sắp xếp xong rồi thì nó trả lại cái nó phải trả lại cái dãy đã được sắp xếp xong còn bản thân dãy gốc của nó không thay đổi thì làm như nào? Các bạn hiểu nhỉ? Đây là cái hàm mà khi tôi chạy nó nhé thì bản thân dãy A, dãy gốc của A đã thay đổi. A là sắp xếp xong đây. Nhưng mà tôi muốn sửa lại cái hàm này. Sửa lại như sau. Tôi sửa lại là tôi muốn là gì? À, chạy cái hàm này và nó trả lại giá trị là cái dãy đã được sắp xếp. Còn bản thân dãy gốc A là không thay đổi. Thì làm như nào? Đấy, thì làm như sau này. Cái này hôm trước tôi nói rồi là muốn vì bản thân những cái lệnh này lệnh là can thiệp trực tiếp vào từng phần tử của hàm, phần tử của dãy. Cho nên là nó sẽ tác động vào dãy, cho nên khi mà chạy xong thì dãy thay đổi, thực sự thay đổi. Bây giờ tôi muốn dãy mà không thay đổi thì tôi sẽ phải viết lại, tôi sẽ phải lưu cái dãy A vào một cái dãy gốc, lưu lại vào một cái lưu dãy gốc A vào một chỗ và sau đó tôi sẽ tiến hành sắp xếp trên cái dãy mới và tôi khi khi làm xong tôi sẽ trả lại cái dãy đó. Còn dãy A sẽ không thay đổi. Thì như sau nhé, đây. Tôi làm như sau, bây giờ tôi copy lại cái này cho nó dễ nhận, tự làm lại cho chúng ta nhé, làm lại cái lệnh đó này. Bây giờ tôi sẽ làm lại một cái hàm mới là hàm tôi đặt tên là sắp xếp sort nhé. Sort này nhé, rồi vẫn là A đây. Những cái hàm này là hàm sẽ trả lại sắp xếp dãy A và trả lại kết quả là một dãy mới. Còn dãy A là không thay đổi. Thì làm như thế nào? Hôm trước tôi nói rồi, bây giờ tôi muốn làm sao, tôi sẽ làm sao, tôi sẽ phải dãy A không động vào mà tôi sẽ copy dãy A là sang một cái đối tượng mới nhé. Và tôi viết là B đây, B thì B sẽ bằng là A copy. Đây là cái lệnh mà sẽ tạo ra một đối tượng B mới khác với A nhưng B có giá trị giống A. Nhân lại cái B là một đối tượng dãy khác với A. Về mặt đối tượng là khác nhưng về mặt giá trị là giống. Sau đó tôi sẽ tiến hành sắp xếp trên dãy B và tôi trả lại là B thì khi đó dãy A sẽ không thay đổi, A sẽ không động vào nhé.
Lần sau này n bằng len của a vẫn như cũ thôi, lần b này không quan trọng. Đó, tôi lặp lại cái lệnh này mà, nhưng mà đối với b nhé, đây làm như này: for in range của n này một nhé, for g in range của y bắt đầu từ y cộng một đến cuối, đến n trừ một đến cuối dãy, mà kiểm tra if, bây giờ tôi làm muốn sắp trên b cơ, không muốn động vào a mà tôi chỉ sắp trên b thôi, và trả lại là b b y, nếu b mà lớn hơn b g thì tôi đổi chỗ, đổi chỗ b y phải b g bằng b g phải b y đó. Trong lệnh này thì là b đã xuất rồi, và tôi bây giờ tôi sẽ trả lại giá trị là b đấy nhé, return b. Vậy là cái hàm sort mới này là hàm sẽ trả lại cái dãy mới đã được sắp xếp rồi, nhưng mà a không thay đổi bởi vì a đã được copy ra ở đây này, ở chỗ này là lệnh này, lệnh là đã tạo ra cái đối tượng b có giá trị giống a, nhưng mà b là khác a, cho nên khi mà chúng ta chạy làm các thao tác sắp xếp dãy b thì a không thay đổi nhé. Đó, bây giờ enter này, và bây giờ a của tôi là như thế này nhé. Bây giờ tôi viết là b bằng sort sort a, b chính là cái kết quả sắp xếp dãy a, còn a không thay đổi. Ủa, sao lại không đấy, a đây lại thay đổi nhỉ, để tôi làm lại một tí nhé, đây vì không quên mất a này, này tôi làm lại một tí, xin lỗi. À, bây giờ như này, bây giờ tôi làm lại lệnh này, a là như này nhé, đây a đây tôi viết lại này, tôi không để a đây nhé, a là như này rồi, a là dãy này nhé. Bây giờ tôi viết là b bằng sort a, cái đó thì b là sắp xếp lại của a, đúng rồi nhé, từ nhỏ tới lớn nhé, còn a là không thay đổi, a vẫn là 12 10 đây này, không thay đổi. Vậy là do tôi viết nhầm chỗ này thôi nhé. Như vậy cái lệnh này là cái hàm này là hàm mới nhé, hàm này là hàm mới, cũng là sắp xếp dãy a nhưng mà dãy gốc a được giữ nguyên, còn là b là kết quả nó trả lại là một dãy b đấy chưa. Nhưng chỗ này mà tôi nói đây là nó là những điều mà tôi đã nói ở đây là nó khác hẳn so với khác hẳn với tư duy của Pascal và C đấy. Các bạn chú ý nhé. Đấy tôi làm đây là nó khác hẳn, nó không cái tư duy là của Pascal khi truyền giá trị cho hàm là truyền trị hay là chuyển biến, ở đây nó không hoàn toàn khác hẳn luôn đấy, chúng ta chú ý nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ làm thêm một số hàm khác nhé. Ví dụ bây giờ tôi làm cái hàm như sau này, hàm của tôi là như này, hàm của tôi là đặt tên tôi làm là nguyên tố chẳng hạn, nguyên tố nhé, và là n và làm số tự nhiên, và tôi kiểm tra nếu n mà là nguyên tố thì trả lại giá trị là true, còn n là không nguyên tố thì trả lại là false, được chưa? Thì tôi làm cái hàm như vậy. Hàm này là hàm rất hay dùng, thì chúng ta có thể dùng, có nhiều cách làm, thì tôi mô tả một cách hàm làm thôi, là tôi sẽ tôi kiểm tra nếu n mà nhỏ hơn bằng một thì tự động nó sẽ là không, không là nguyên tố, còn nếu n bằng từ hai trở đi thì tôi sẽ đếm, tôi sẽ làm, tôi viết mà với bạn chương trình, tôi đếm các cái ước số thực sự của n nhé. Thì nếu mà cái số ước số này mà bằng một thì n là nguyên tố, còn không bằng một thì n là hợp số nhé. Tôi làm như sau này, đây. Bây giờ là if này, ra trước này, if mà n mà nhỏ hơn hoặc bằng một thì hiển nhiên theo định nghĩa thì n không là nguyên tố, được return false. Như vậy là cái chỗ này là cái chỗ là để dừng ngay hàm, nếu mà n nhỏ hơn một tôi dừng ngay lại, tôi không cần tính nữa, trả trả và lập tức là dừng lại luôn, dừng lại hàm và trả lại là false. Và bây giờ ở đây tôi bắt đầu tôi mới làm, tôi mới tính nhé, thì tôi đặt biến cao để đếm các cái số thực sự của tôi, thực sự của n, thì làm như sau, tôi có thể dùng cái vòng for như này, for i in range, chạy từ đâu, chạy từ 1 1 n trừ 1 như vậy.
Đây là một cách làm đơn giản nhé. Và tôi kiểm tra, nếu mà y là ước của n thì tôi tăng cao lên một đơn vị nhé. Nhưng mà if n mà chia cho y, phép này y mà lấy số dư là 0 nhé. Nếu mà nếu y là ước của n tôi tăng cao lên một đơn vị. Sau cái lệnh này, sau cái lệnh này thì biến cao nó sẽ là nó sẽ tính là số các ước số thực sự của n, thì cái y này tôi chỉ chạy đến n trừ một thôi, không phải chạy đến n. Và sau lệnh này thì tôi sẽ tính được, nếu mà cao bằng một nó là nguyên tố, còn cao lớn một, đúng không, còn cao lớn một thì nó là hợp số, tôi có thể đến là linh hơn luôn. Ví dụ nhanh là if cao bằng một return true. Như vậy đây là hàm mà nó có khá nhiều cái từ khóa, nhiều cái từ khóa return, là một return này, hai return này, và đây là ba return nhé. Yeah, đó. Và bây giờ tôi enter xuống dòng và kết thúc cái hàng này xong. Bây giờ tôi kiểm tra thời gian nhờ nguyên tố này, kiểm tra ví dụ 5 chẳng hạn, mày bảo là true như vậy lại đúng là nguyên tố, nguyên tố chẳng hạn như là 12 thì là false của bản nguyên tố. Như vậy đây là một cái hàm mà là nhé, cái hàm. Bây giờ dựa trên cái hàm nguyên tố này tôi sẽ làm cái chương trình như sau. Tôi sẽ làm một chương trình là như thế này, là tạo ra một cái dãy tất cả số nguyên tố nhỏ hơn 1.000, làm được không? Làm như sau này, tôi tạo ra a là rỗng for i in lên đến 1.000, còn chúng ta là if nguyên tố, đây có hàm sẵn rồi. Ít nguyên tố thì sao? Thì tôi bổ sung a vào append i. Xong. Và bây giờ cái a này chính là cái dãy gồm tất cả các số nguyên tố từ nhỏ hơn 999. Đấy. Thế nào? Như vậy chúng ta sử dụng cái lệnh này. Như vậy có hàm nguyên tố ta biết rồi đúng không? Ta dùng hàm nguyên tố này. Còn hôm trước tôi nói rồi, chúng ta có thể dùng cái lệnh là tạo dãy nhanh, tạo list nhanh. Thì là như sau, chỉ dùng một lệnh thôi. Tôi dùng là a bằng một lệnh thôi là tôi có thể ra đúng dãy này luôn. Tức là tôi lầm lệnh, tôi mô tả tất cả cái này, dùng một lệnh thì là như này. A, cái này, nguyên tố y, đúng không? Không, thế này chứ. Y for i in range 1.000 nguyên tố i. Đấy. Là a này sẽ gồm tất cả các cái giá trị i với i chạy trong cái dãy từ 0 cho đến 999 nếu nguyên tố là đúng, nếu i là nguyên tố. Thì như vậy a chính là cái này, thấy không nào? Nhưng mà đây là cái lệnh gọi là lệnh tạo nhanh, như tôi nói là cái lệnh nó gọi là list comprehension, là lệnh tạo nhanh. Và mình thử enter tạo luôn, và a chính là cái dãy là các số nguyên tố từ trong nhỏ hơn, là các số tự nhiên nguyên tố nhỏ hơn 1.000, thấy không nào? Rất là nhanh. Nhưng mà chúng ta chỉ cần lệnh này thôi, vậy chúng ta cần cái hàm này, cái hàm này làm những cái hàm này là cái hàm rất là quan trọng, rất hay dùng. Yeah. Cái mô tả cái list comprehension này rất là hay luôn, rất là hay. Hay không nào? Yeah. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ mô tả thêm các bạn thêm một số những cái bài tập này nhé. Bây giờ tôi làm thêm một bài tập liên quan đến
liên quan đến dãy. Bây giờ như này nhé, bây giờ trong chút thì tôi làm cái nào đó nó liên quan đến hàm thì nó hay hơn nhé. Bây giờ tôi làm một bài tập như sau nhé. Bài tập là như thế này. Bây giờ cho trước dãy A bất kỳ. 0, 0 đây. 0,18, 9, trừ 2,6, 5, trừ 6, trừ 5, 10, 16. Yeah. Bài như mai được bài như sau. Đầu bài là yêu cầu là xóa tất cả các cái xóa tất cả các cái phần tử là âm nhỏ hơn không của A. Xóa, tức là tạo ra một dãy mới và xóa phần tử một nhỏ hơn không của A. Được chưa? Đấy, nhưng bây giờ thì đây có nhiều cách sau. Cách thứ nhất là tôi tạo B là như thế này. Đúng không? Đúng không? Còn tôi duyệt x trên a nè, thì là if bây giờ if là not x, cho nên if not x nhỏ hơn không, tức là x thì không nhỏ hơn không, nếu là bằng không đấy thì bổ sung vào b. Okay. Là b chính là cái dãy là các phần tử lớn nó bằng không của a, bỏ đi tất cả các phần tử âm của a. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là tôi dùng nhanh là như sau. Đây, nhanh là y for y in a if, đúng không? If x nhỏ hơn không, x lớn nó bằng không. Hoặc là not thì nhỏ không cũng được. Đây là cách làm nhanh nhé. Đây là cách làm chuẩn tắc. Chuẩn tắc for tôi tạo một dãy B, dãy B là rỗng và for x in a như này. Ở đây là cái định tạo nhanh nhé. Nó cứ là như này. E for e if. Bây giờ rỗng ra nào nhỉ? À đây là x gì? Bên nhầm, bên nhầm. Đấy, này, cái này mới đúng này. Đây là y. Y nhá, là tất cả các y mà for y ra mà x y lớn bằng không thì b mới đúng. Bây giờ đầu bài của tôi làm thay đổi một chút là tôi muốn là sửa ngay trên a, cái không thiết là trả lại giá trị là b. Sửa ngay trên a thì làm như nào? Đấy, điều sửa ngay trên a thì có mà tôi có thể làm trực tiếp trên a như sau nhé. Đây làm như này, tức là và dãy a mình tôi muốn sửa trực tiếp trên a. Tôi dùng tôi làm nào, tôi làm chạy trên A nào đó, tôi bỏ đi tất cả, xóa đi tất cả các phần tử nhỏ hơn không thì làm như nào? Đây thì làm như này nhé. Nếu chúng ta làm như này là sai này, bây giờ là sửa này sai. Bây giờ for x in a x nhỏ hơn không thì a remove x. Nếu như là thì bị sai, nên làm thử chạy thử nhé. Đây là nếu mà chạy thử như này nhé, là for x in a x nhỏ hơn không thì dùng dùng cái phương thức remove để mà xóa x đi khỏi a. Làm chạy thử nhé, thì a nó vẫn tầm 6 này. Vậy cái này bị sai. Cái này các bạn lại đề nghị các bạn về nhà tìm hiểu kỹ nhé và trả lời cho tôi xem vì sao nó lại sai. Nhìn thoáng qua tưởng đúng nhưng mà lại sai. Thế bây giờ phải làm đúng phải làm như nào? Bây giờ tôi sẽ mô tả ngay đúng. Bây giờ tôi viết lại cái A này này. Hắn A lại cái này nhé. Và tôi sẽ làm cho các bạn người giải đúng này. Là tôi muốn làm tích trên A nhưng tôi không thông qua, muốn làm thông qua B nữa mà tôi muốn làm trực tiếp trên A. Nhé. Đấy. Bây giờ A như này đúng không? A như này. Rồi. Bây giờ tôi làm nào, tôi chạy một vòng lặp ở trên A. Nhưng mà tôi bảo đảm rằng là xóa tất cả các phần tử là nhỏ hơn không của A. Thế làm như nào? Tôi làm như sau này.
dùng phải dùng lệnh OI nhé. Đây thì làm tôi đặt cái này bằng y bằng không. Đó, tôi dùng lệnh OI khi mà y nhỏ hơn len A thì còn thực hiện như sau này, vì là x này, x AI mà nhỏ hơn không thì xóa phần tử AI đi. Khi xóa phần tử AI đi thì chúng ta không tăng y, ta chúng ta là đen là chỗ này có thể là a remove, làm cái remove phần tử là AI. Không thể nhà tiện ra để nhà hơn là x chỉ bằng AI. AI sau đó tôi a remove remove x nhé. Ngược lại đây, nếu mà ax mà y else, nếu mà ax mà lớn hơn bằng không thì bỏ qua, tăng y lên một đơn vị. Lệnh này mới đúng, những lệnh này mới là cái nhóm lệnh này mới là cái nhóm lệnh mà thực sự là xóa các phần tử của a nhé. Này các bạn nào, về thiện sẽ lại thử nhé, để enter này. Đấy, mình làm như a. À, bây giờ đúng là các phần tử a gốc này, a gốc là cái này này, thì ta nó xóa là trừ 1 này, trừ 2, trừ 6, trừ 5 bằng 11. Còn lại là 0, 8, 9, 10 và 16. Phải là này mới đúng nhé. Đây, chúng ta chú ý. Được chưa? Đấy, như vậy là một vài cái điều mà chúng ta trước khi mà chúng ta đi học thêm thì sâu hơn nữa về hàm, thì tôi mô tả các bạn một số những cái thủ tục, những cái mà ví dụ liên quan đến hàm. Hàm ở trong Python là rất đặc biệt, dùng rất là nhiều nơi nhé. Thôi bây giờ tôi sẽ mô tả tiếp sang khái niệm của hàm để chúng ta có hình dung. Đây, bây giờ tôi quay lại hàm này nhé. Thì vậy chúng ta đã biết khái niệm là đâu là tham số của hàm, đâu là đối số của hàm nhé. Bây giờ tôi nói thêm sang một khái niệm nữa rất quan trọng là tôi muốn cùng các bạn ở trong cái cuốn sách nhà tin học người của cơ đồ trí thức ấy, thì có một hẳn cái bài nói về là vùng miền tác vùng tác dụng miền tác dụng của biến trong hàm ở trong trong Python nhé. Đây tôi muốn mô tả các bạn là cái này. Đây, bây giờ tôi muốn xong cái chủ đề mới là xác định cái miền 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 xác định hay miền miền tác động của biến đối với hàm trong Python. Theo tôi cái này là một cái bài mà quan trọng, bởi vì là chúng ta sẽ hiện nay chúng ta đã quá quen với cái khái niệm miền tác động của biến ở trong Pascal và C rồi nhé. Cho nên là khi mà sang Python ấy, thì nếu chúng ta vẫn có cái tư duy như của Pascal thì sẽ dẫn đến sai lầm khi chúng ta tạo ra cái biến làm việc ở trong và ngoài hàm. Còn điều chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem là trong Python nó sẽ như nào nhé. Đấy, như vậy nhé. Như vậy là cái biến khi chúng ta có cái hàm rồi ấy, thì cái biến ở trong Python và ở trong Pascal thì chúng ta cùng nhau xác định. Cái đầu tiên xác định cái định nghĩa của nó đó. Thì biến nhé, thì biến ở trong Python và trong Pascal và C đều cùng có một cái định nghĩa, cùng có một cái tên riêng, cùng có một cái khái niệm. Thứ nhất là khái niệm là biến tổng thể. Biến tổng thể là biến gì? Là biến mà được định nghĩa ở bên ngoài tất cả các hàm trong chương trình chính thì nó gọi là biến biến tổng thể. Còn biến mà được được định nghĩa ở trong một hàm thì người ta gọi là biến địa phương nhé. Người ta gọi là biến địa phương. Được chưa? Cái này thì anh em nó gọi là global variable. Còn cái này là tiếng Anh nó là local. Được chưa? Như vậy về định nghĩa biến tổng thể và biến địa phương là ở trong Python và trong Pascal và C là giống hệt nhau. Cái khái niệm. Nhưng mà cái miền tác dụng của biến tổng thể và biến địa phương ở trong Python thì nó có một sự khác biệt khá quan trọng so với Pascal và C. Để tôi mô tả lại một chút nhé. Về đối với Pascal và C là như thế nào, đối với Pascal và C là như sau này. Thì biến
biến tổng thể của Pascal và C nó sẽ có tác dụng trên toàn bộ chương trình, đúng không nào? Trên toàn bộ chương trình và trong tất cả các hàm, trong tất cả các hàm đó. Thì đây là cái điều mà chúng ta đã biết, chúng ta đã quá quen cái này ở trong Pascal và C. Khi khai báo một cái biến ở bên ngoài hàm thì trong hàm chúng ta không khai báo lại nữa, mà chúng ta dùng nó, được dùng nó như là một biến bình thường và nó tác động cho toàn bộ chương trình luôn nhé. Còn biến địa phương, biến địa phương thì nó chỉ có tác động ở bên trong hàm, chỉ có tác dụng như một biến ở bên trong cái hàm mà nó được xác định đấy, bên trong hàm, và không có tác dụng ra bên ngoài hàm. Đó, thì đây là cái điều chúng ta đã biết nhé. Rồi, thế bây giờ sang Python thì như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Trong Python thì đầu tiên là khái niệm là cái biến địa phương. Biến địa phương ở trong Python thì giống như cái này, là chỉ có tác động trong hàm nhé. Như vậy hai cái đối biến địa phương thì đối với Python và Pascal là giống nhau, nhưng mà biến tổng thể thì sẽ khác hẳn hoàn toàn. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái biến tổng thể nhé. Biến tổng thể như thế nào ở trong Python, chúng ta tìm hiểu ngay bây giờ. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái phần này. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái biến địa phương đó nhé, xem là nó như thế nào đối với em, tác động ở bên trong hàm hay là cả ra bên ngoài hàm. Đây, chúng ta cùng nhau làm vài cái ví dụ nhé. Đây, bây giờ tôi khai báo một cái em là một một cái em một, một cái hàm ở đây nhé. Hàm này định nghĩa một cái biến nhé. Ví dụ ý nghĩa là ở trên này tôi đã dùng khá nhiều rồi, đúng không? Vì tôi tìm một cái biến đặc biệt riêng đi, như là ZZ chẳng hạn nhé. Z là bằng bằng 10 chẳng hạn đó. Một từ return F cộng 1. Như vậy là trong cái hàm F, khi mà tôi chạy cái hàm F đây, nó sẽ trong F nó sẽ tạo ra cái biến nữa là ZZ, và nó trả về đặt bằng 10 và nó trả về là 11. Đây, nó trả về lại là 11, đúng không nào? Để kiểm tra xem cái biến này này nó có tác động ở ra bên ngoài không, tôi chạy thử cái ZZ có không, cái máy là báo lỗi. Vậy suy ra là cái biến này nó chỉ có ở bên trong cái hàm F thôi và không thể ra ngoài được, đúng không nào? Đó. Thì đây là cái điều mà giống với Pascal và C. Nhắc lại, như vậy là biến địa phương ở trong được định nghĩa trong một cái hàm ấy, trong một cái hàm ấy, thì nó sẽ không có tác động ra bên ngoài hàm, thấy chưa? Đấy, bây giờ vừa 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 nãy là Zoom nó lại báo tôi là 10 phút nữa nó sẽ đóng này. Được, tôi sẽ biết, tôi kiểm tra nhé. Bây giờ là 5 8 giờ 57 phút, như vậy là 8 giờ 9 giờ 3 phút nó sẽ như vậy, đúng nửa tiếng đồng hồ. Hôm nay chúng ta đành chịu vậy nhé. Lát nữa để đứng lát nữa đến 9 giờ 3 phút khi nó dừng, tôi sẽ tắt lại, các bạn lại vào nhé. Hôm nay rất tiếc, tôi về để kiểm tra lại xem vì sao vậy. Như vậy bây giờ tôi sẽ làm tiếp tục nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là ở trong biến tổng thể thì như thế nào. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ chúng tôi chúng ta mấy cái ví dụ như này. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái tìm hiểu cái biến tổng thể nhé. Biến thể chúng ta chia sau này. Ý thứ nhất này là biến tổng thể biến biến tổng thể sẽ không có tác động ở bên trong hàm, không có tác dụng bên trong hàm. Ở bên trong hàm nhé. Như vậy là điều rất là khác biệt so với Pascal và C. Để chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút. Cái này rất đơn giản, vì tôi đưa ra một cái định nghĩa thử nhé. Đúng đến 9 giờ 3 phút tôi sẽ dừng lại nhé. Đây. Đây nhé. Bây giờ tôi khai báo một cái biến là n đấy, n là biến bên ngoài là 10, đúng không nào? Bây giờ tôi khai báo một cái hàm g này coi. Thì nếu như trong g mà biến n mà có tác động ở bên trong g thì tôi phải hiện được cái lệnh này, đúng không nào? Đây, tôi làm cái lệnh này.
Thường như vậy là nếu như mà biến N mà là biến đổi thể đấy có động ở bên trong hàm thì gọi cái lệnh này là nó phải ăn, và tôi gọi G là nó sẽ phải trả lại là 11. Để thử nhé, báo lỗi đấy, báo lỗi này suy ra là gì? Suy ra là cái biến này là máy nó không hiểu, để thì máy không hiểu, và sau đó suy ra là cái biến N này là không có động ở bên trong hàm. Thấy không nào? Như vậy là chúng ta đưa ra một cái định nghĩa, một cái đầu tiên là biến tổng thể không có tác động ở bên trong hàm. Thấy không nào? Bây giờ chúng ta định nghĩa cái số 2. Như vậy đối với biến thể nó rất là khác biệt so với Pascal nhé. Hai là bên trong hàm, bên trong của hàm mặc dù là biến tổng thể không có tác động, nhưng mà bên trong hàm là sẽ nhìn thấy biến tổng thể, nhìn thấy nhé, nhìn thấy biến tổng thể. Nhưng không phải nhìn thấy nó như là một biến, mà nhìn thấy nó là như một đối tượng, như một đối tượng dữ liệu. Để ý thứ hai rất quan trọng nhé. Đấy. Tức là bên trong hàm mặc dù là biến tổng thể bên ngoài là không, bên trong hàm nó không thể coi như là một biến, nhưng mà nó vẫn nhìn thấy cái biến đó, và nó dùng như là một cái đối tượng dữ liệu, và nó có thể truy cập giá trị, hoặc là có thể thay đổi giá trị. Để lấy ví dụ chúng ta làm cùng nào nhé. Đây, ví dụ đây. Như vậy là n là một cái biến ở bên ngoài đúng không nào? Bây giờ tôi khai báo đếm, báo một cái hàm g khác nhé, và làm h. Và ở trong h này tôi định nghĩa một biến x, và tôi gán nó bằng là n cộng 1. Ở đây n ở đây mà chúng ta không dùng nó như là một biến, mà dùng nó như là một cái hằng số, như là một đối tượng, một giá trị, và tôi return không biết không biết gì đó. Thì tôi chạy hát, tôi sẽ thấy là nó trả lại giá trị là đúng là 11 thật, bởi vì là trong hát này tôi nhìn thấy n, thấy con nào nhìn thấy n. Như vậy là ở trong cái hàm có thể nhìn thấy một giá trị ở một đối tượng bên ngoài hàm, mà thậm chí là có thể là thay đổi giá trị của nó. Đây tôi lấy ví dụ a nhé. À, đây tôi lấy A bằng ví dụ như là 1, 2, 3 nhé. Được chưa? Mà tôi định nghĩa một cái hàm mà như này. H này tôi nhìn thấy A. Tôi có thể dùng lệnh là append như này. Append 10. Tôi nhìn thấy nó mà tôi có thể dùng lệnh append. Lệnh append này là cái lệnh là tôi bổ sung, vì tôi nhìn thấy A. A là một đối tượng. Tôi có thể áp dụng một cái phương thức lên A nhé. Đấy. Và bây giờ tôi chạy H này. Bổ sung 10 và A thay đổi. Còn là A này là 10 này. Thêm phân tử là 10. Như vậy là ở bên trong một cái hàm, bên trong một hàm là tôi mặc dù cái A này nó không phải là trong hàm này, thì A này không phải là một biến. Nhưng mà tôi nhìn thấy A như một đối tượng, như là một đối tượng dữ liệu là list. Và khi nó là một đối tượng, tôi có thể là truy cập giá trị của nó, và tôi có thể dùng các lệnh, các cái phương thức bất kỳ để áp dụng lên cái đối tượng này. Và trường hợp này là tôi dùng phương thức append thì tôi bổ sung phần tử 10 vào cuối của A, và sau khi chạy xong nó ở đây thì A cũng thay đổi. Được chưa? Đấy, thế bây giờ chắc sau 1 phút nữa thì nó sẽ bị stop. Nó sẽ bị stop cái này nhé. Thì sau 1 phút nữa thì là các bạn thấy mà tôi văng ra, các bạn lại vào lại nhé. Để tôi vẫn nói tiếp tục để các bạn kịp ghi thì ghi nhé. Như vậy đấy là ý thứ hai, và là cái sự khác biệt. Và ý thứ ba là như sau, chúng ta cứ ghi vào đi, là bên trong hàm nếu mà muốn dùng lại biến tổng thể thì cần khai báo lại bằng từ khóa là global. Global. Đấy chưa? Như vậy là khai báo lại nhé. Khai báo lại. Đó. Đây tôi lấy ví dụ nhé. Đây. Tôi lấy n đây bằng 10 này. Ok, khai báo một cái hàm. Bây giờ giả sử tôi muốn dùng lại cái biến n ở bên trong hàm f, tôi khai báo lại là global n như này. Khai báo lại. Và tôi bảo cái biến là n bằng n cộng 1 là ăn như bình thường, và tôi return n bình thường đó, thì tôi gọi f nhé, nó trả lại 11 và n đúng là 11.
Đấy, như vậy là trong cái hàm này tôi khai báo lại cái lệnh này. Các bạn thấy như vậy là ở trong Python là về về nguyên tắc Python là các biến là không cần khai báo, nhưng mà riêng cái chỗ này lại cần khai báo bằng từ khóa còn lâu mà nhé. Đó thì đó là cái tôi vừa nói một số những cái điểm khác biệt rất là rất quan trọng luôn nhé, rất quan trọng giữa mà đây. Như vậy là cái ở trong Pascal và C bên tổng thể là có tác động ở bên trong hàm, còn trong Python thì không, là nó như thế này, nó là rất lằng nhằng như này. Ba cái điều mà chúng ta phải chú ý nhé, để khi mà sau này khi mà ở trên ba cái chỗ này thì ở trong cuốn sách giáo khoa tin 10 thì cứ đâu tri thức ấy, thì tôi cũng trình bày rất ngắn gọn ba cái ý này, mặc dù rất là ngắn gọn không nhiều nhưng mà cũng nói cho đủ tất cả các cái ý này. Thì đây là cái theo tôi đây là những cái chỗ mà quan trọng khi các bạn mà tìm hiểu sâu hơn nữa về Python, cho thấy nó thấy rất hay ở những cái chỗ này. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, tôi đang đợi cho nó dừng lại vì thông báo nó chưa dừng lại, để tôi vào lại. Thế này là 5 phút rồi. Thầy ơi, ở cái góc trên bên trái nó có cái đếm ngược mà thầy, thời gian còn lại là 1 phút 39 giây đấy thầy. À thế sao thầy không nhìn thấy nhỉ? Ở chỗ nào nhỉ? Hay là trên màn hình của thầy không có, trên màn hình của em có À cái đếm ngược ấy, còn hơn 1 phút nữa thầy ạ, 1 phút rưỡi nữa. thế à? Mình không có Vâng. đâu, mình chả biết gì cả rồi. Tôi không nhìn thấy cái chỗ nào là đếm cả, không thấy chỗ nào. Ở góc trên bên trái ấy, thầy. Bây giờ còn 1 phút 13 giây nữa thầy ạ. Thế ok rồi. Nhưng mà trong nói trong trong trạng thái nó bị này, nó bị ức chế quá nhé. Đấy, thì đó là cái điều mà tôi vừa nhấn mạnh cái sự khác biệt giữa 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 cái biến ở trong cái hàm nhé. Bây giờ để mà bây giờ tôi sẽ nói sang một chút sang cái khái niệm mà sâu hơn một chút về khái niệm là giữa tham biến và đối số của hàm nhé. Vì sao là nó phải định nghĩa là khác biệt giữa tham biến và đối số thì như thế này nhé. Tham biến không phải là tham số, chứ không phải là tham số và đối số. Tham số của hàm nhé, và đối số. Tham số thì tham số là gì? Tham số là những cái tham biến mà khai báo khi mà chúng ta khai báo hàm thì nó là tham số. Còn đối số khi chúng ta chạy hàm, chúng ta truyền giá trị vào hàm thì nó là đối số. Thế bây giờ tôi nói thêm về tôi nói chữ cái đối số này thì khó khó rất nhiều lần, tôi sẽ không